Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Hôm nay ngày 5 tháng 11, 60 giây sẽ có những thông tin chính sau đây. Quảng Ngãi di dời hàng nghìn người dân ứng phó với bão số 10. Một căn hộ bán cho nhiều người, làm sao để bảo vệ quyền lợi của người dân? Hơn 90% phiếu bầu đã được kiểm, những tranh cãi bắt đầu nóng lên. Nhà cháy lúc nửa đêm, 6 người may mắn thoát chết. Thưa quý vị, vào chiều nay, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 200 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất là cấp 7, giật cấp 9. Từ nay đến đêm 6 tháng 11, ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm. Trước đó, để ứng phó với bão số 10, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hàng nghìn người dân ở các huyện miền núi tránh sạt lở núi, đất, lũ quét. Tại xã Ba Giang, huyện vùng cao Ba Tơ, việc di dời người dân đã tiến hành khẩn cấp do vết nứt núi ở các điểm Nước Lô và Gò Khôn. Huyện đã di dời 75 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu cùng toàn bộ cán bộ viên chức làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại huyện Sơn Tây, lực lượng công an và chính quyền địa phương cũng đã tiến hành di dời 870 hộ dân với hơn 3.400 nhân khẩu đến nơi an toàn để phòng ngừa nguy cơ sạt lở đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ cao đến nơi tránh trú an toàn. Chính quyền tỉnh Bình Định đang huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở do mưa bão gây ra. Đến hôm nay, các tuyến đường bị sạt lở ở huyện An Lão đã được khắc phục, đưa lương thực, thực phẩm đến cho người dân. Tuyến đường độc đạo từ thị trấn An Lão đi xã vùng cao An Quang, An Nghĩa, An Toàn bị sạt lở nghiêm trọng ở 8 điểm với khối lượng sạt lở 3.000 mét vuông. Sau 5 ngày khắc phục, tuyến đường đã được khai thông. Huy động là toàn bộ lực lượng anh công em công nhân trong công ty, trong doanh nghiệp và một số xe máy là đứng các cái điểm đấy để là làm sao để cho giải quyết là cho nó thông tuyến. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, sau khi thông tuyến là xe ở tại chỗ trên tuyến đường để mà đặt trường hợp cái cơn bão số 10, số 11 đến mà nó sạt lở là mình tiếp tục mình đấy. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở lớn, nhiều điểm kéo dài hàng chục mét đã tạo hàm ếch ăn sâu vào tim đường, trong khi các vách núi bị mềm vì thấm nước nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đặc thù nó lở cục bộ như vậy, sẽ bố trí các cái phương tiện cơ giới ở sảnh đó, thì những cái điểm nào lở thì sẽ nhanh chóng điều đến để khắc phục ngay. Hiện chính quyền địa phương đang duy trì thực hiện phương châm 4 tại chỗ để kịp ứng phó với sạt lở. Theo thống kê của tỉnh Quảng Trị, các đợt mưa bão vừa qua đã khiến 98 trên 124 xã phường thị trấn bị ngập lụt chia cắt. Mưa lũ, xác gia súc, gia cầm, rác thải đã khiến nguồn nước sử dụng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhờ các cấp và các chính quyền cho nguồn nước được sạch sẽ. 5 tấn chloramin B, 15 triệu viên khử nước Aquatas, 80.000 lít hóa chất các loại đã được cấp cho các địa phương để xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường. Trung tâm y tế đã phát hóa chất về khử khuẩn cho tại trạm, đồng thời cử cán bộ đi về các trạm hướng dẫn để xử lý có nguồn nước sạch để sử dụng sau lũ. Các bệnh về tiêu hóa, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, bệnh ngoài da thường bùng phát sau lũ lụt nên việc cung cấp thuốc và khám chữa bệnh cho người dân cũng đang được đẩy mạnh tối đa. Tiếp theo là một vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Tình trạng một căn hộ bị chủ đầu tư dự án mang bán cho nhiều người đã xuất hiện từ vài năm qua. Nhiều vụ đã bị phát hiện và xử lý, nhưng cho đến giờ thì quyền lợi của người dân vẫn chưa được đảm bảo. Chế tài pháp lý còn nhiều bất cập đã khiến tình trạng lừa đảo này vẫn manh nha tồn động ở nhiều dự án. Dự án chung cư La Bonita trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, của công ty bất động sản Nam Thị là một điển hình. Bị phanh phui từ năm 2018 đến tháng 2 năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án bắt giam 3 lãnh đạo công ty Nam Thị. Thế nhưng cho đến giờ quyền lợi của các nạn nhân vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi thì không có nơi ở, không có lương hưu, thế vợ chồng thì cứ phải đi thuê nhà để ở, nên là hiện nay cuộc sống rất là khó khăn. Tình trạng lừa đảo chủ yếu xảy ra ở các dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Chúng ta phải kiểm tra lại về mặt uy tín thương hiệu của chủ đầu tư, chúng ta phải kiểm tra lại hồ sơ pháp lý của dự án.
Theo các chuyên gia, hành vi chiếm đoạt tài sản như trên cần xử lý hình sự và cần giải quyết thấu đáo quyền lợi của các bị hại. Trong cái việc này thì tôi cho rằng nếu mà càng đẩy nhanh mạnh cái thời gian về giải quyết thì nó sẽ bớt đi những cái kiện tụng và đồng thời bớt đi cái thiệt hại cho cái người bị hại trong cái vụ này. Để ngăn chặn tình trạng này, những dự án nhà ở hình thành trong tương lai cần phải được đăng ký và quản lý bằng hệ thống mạng. Có cơ quan thứ ba giám sát thì hành vi lừa đảo trên sẽ khó xảy ra hơn. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Mỹ đang diễn ra vô cùng gay cấn và kịch tính. Cho đến giờ, vẫn chưa có kết quả ở 5 bang quan trọng là Pennsylvania, North Carolina, Alaska, Georgia và Nevada. Tuy nhiên, tất cả các số liệu thống kê tạm thời cho thấy hiện ứng viên Joe Biden của đảng Dân Chủ đang chiếm ưu thế. Theo số liệu từ trang Fox News, ông Biden đang dẫn trước với 264 phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump chỉ có 214 phiếu. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Trump chỉ còn một kịch bản để chiến thắng là phải thắng ở 4 bang Pennsylvania, Georgia, North Carolina và Nevada với tổng cộng 56 phiếu đại cử tri để cán mốc 270 phiếu cần có. Sau chiến thắng tại hai bang là Michigan và Wisconsin, ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ đã đến rất gần với cột mốc 270 phiếu đại cử tri để có thể tuyên bố chiến thắng. Tôi không ở đây để tuyên bố rằng chúng tôi đã chiến thắng, mà tôi ở đây để thông báo khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ là những người chiến thắng. Năm bang chưa công bố kết quả kiểm phiếu là Pennsylvania, North Carolina, Alaska, Georgia và Nevada. Trong đó, Nevada đã thông báo dừng kiểm phiếu đến 0 giờ ngày 6 tháng 11. Trong ngày 3 tháng 11, một số điểm bỏ phiếu tại bang này đã không thể mở cửa đúng giờ do gặp trục trặc kỹ thuật. Tại bang Georgia, một số vấn đề kỹ thuật cũng được ghi nhận ở các điểm bầu cử bang và trên hệ thống bầu cử liên bang của Mỹ. Trong khi đó, việc kiểm phiếu tại Pennsylvania chỉ có kết quả trong vài ngày tới. Tại bang Arizona, kịch tính còn cao hơn. Một số hãng truyền thông lớn của Mỹ như AP, Fox News đã tô màu xanh dương cho bang Arizona, khẳng định ông Biden đã thắng tại bang quan trọng này. Nhưng quan chức đối ngoại của bang Arizona, Katie Hobbs, cho biết tính tới 16 giờ chiều nay, chỉ mới 88% số phiếu bầu được kiểm, tức còn gần 600.000 phiếu chưa được kiểm xong. Trong đó, ông Biden đang dẫn trước. Như vậy, nếu không tính 11 phiếu đại cử tri ở bang Arizona, thì ông Biden mới chỉ có 253 phiếu đại cử tri. Trong khi công tác kiểm phiếu tiếp tục được tiến hành, thì những tranh cãi pháp lý cũng đang nóng dần lên. Ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 11 đã đệ đơn kiện tại Georgia, yêu cầu ngừng kiểm phiếu tại bang này. Lý do là vì một quan sát viên của đảng Cộng hòa ở Georgia chứng kiến 53 lá phiếu vắng mặt đến muộn được gom chung một cách bất hợp pháp vào chùm phiếu vắng mặt đúng hạn ở hạt Tatum. Trước đó, cùng ngày, phía ông Trump cũng đã đệ đơn yêu cầu tạm dừng kiểm phiếu tại bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin do cho rằng có một số lượng lớn phiếu bầu rác. Đội ngũ tranh cử của ứng viên Joe Biden cũng tuyên bố sẵn sàng khiếu nại Tổng thống Trump ra tòa nếu ông Trump tìm cách ngăn cản công tác kiểm phiếu ở các bang còn lại. Không tuyên bố ồn ào, đội ngũ cố vấn của ứng cử viên Joe Biden đang âm thầm khởi động kế hoạch chuyển giao quyền lực, chuẩn bị cho nhiệm kỳ đầu tiên. Thông tin được tờ Wall Street Journal đăng tải dựa trên một số nguồn tin. Trong bối cảnh kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ chưa ngã ngũ, thì thị trường chứng khoán thế giới vẫn đồng loạt tăng điểm. Chốt phiên giao dịch ngày 4 tháng 11, các chỉ số chính ở thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh, với Dow Jones tăng 1,3%, S&P 500 tăng 2,2% và Nasdaq Composite tăng tới 3,9%. Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng rực sắc xanh, với các chỉ số tại Anh, Đức, Pháp tăng từ 1,7 đến 2,4%. Trong khi đó, tại châu Á, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đều đồng loạt tăng điểm khi mở phiên giao dịch hôm nay ngày 5 tháng 11. Giới phân tích quốc tế cho rằng có những dấu hiệu cho thấy giới đầu tư kỳ vọng vào một gói kích thích kinh tế được thông qua sau cuộc bầu cử Mỹ. Đan Mạch vừa phát hiện một chủng virus đột biến của virus corona tại các trang trại nuôi chồn và có dấu hiệu lây sang người. Để ngăn ngừa dịch bệnh, chính phủ thông báo sẽ tiêu hủy toàn bộ đàn chồn nuôi nhốt ở nước này, ước tính khoảng 17 triệu con. Cơ quan Y tế Đan Mạch cho biết, biến thể mới của virus corona được phát hiện tại các trại nuôi chồn thuộc miền Bắc nước này. Những người bị nhiễm virus chủng mới không bị bệnh nặng, nhưng có phản ứng với kháng thể kém hơn. Sự lây nhiễm như vậy có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của các loại vaccine ngừa COVID-19 đang được thử nghiệm. Cho tới nay, đã có gần 400 ca mắc COVID tại Đan Mạch có liên quan đến các trang trại nuôi chồn. Số lượng chồn nuôi tại các trang trại này hiện tại ước tính khoảng từ 15 đến 17 triệu con. Vì vậy, việc tiêu hủy toàn bộ sẽ kéo dài nhiều ngày.
người nuôi chồn sẽ được đền bù với tổng số tiền gần 800 triệu đô la. Ngoài Đan Mạch, thì Hà Lan và Tây Ban Nha cũng đã ra lệnh tiêu hủy chồn nuôi lấy lông sau khi phát hiện có lây nhiễm. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn yêu nghệ thuật và sở hữu hàng ngàn khối Rubik, bạn sẽ làm gì? Anh Giovanni Contardi, một nghệ sĩ 26 tuổi người Italia, đã đặt ra cho mình mục tiêu khó nhằn, đó là tạo ra một bức tranh từ hàng ngàn khối Rubik trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Contardi xoay từng khối Rubik để tạo ra màu sắc mà anh mong muốn cho bức tranh. Anh chỉ mất khoảng 7 giây cho mỗi khối. Sự tập trung và bàn tay hài hòa đã đem lại kết quả mỹ mãn cho Contardi. Anh hoàn thành tác phẩm của mình trong chưa đầy 16 giờ, sử dụng 6.111 khối Rubik. Bức tranh dài 5,5m và rộng 3,66m, thể hiện hình ảnh thần Atlas cầm một khối Rubik khổng lồ. Sự kiện cũng đánh dấu kỷ niệm 40 năm khối lập phương Rubik ra đời. Giovanni Contardi không phải là cái tên xa lạ. Anh từng vô địch thế giới môn xoay Rubik tốc độ, lập kỷ lục xoay Rubik bằng một tay và đã thực hiện nhiều bức chân dung xếp bằng Rubik. Tiếp theo trong chương trình, tàu hỏa tông đứt lìa xe container trên đường sắt Bắc Nam đoạn chạy qua tỉnh Bình Dương. Triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Đắk Nông. Mình mang cái giỏ sắt cái hàng này từ đâu? Thưa quý vị, 6 người trong một gia đình ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã may mắn thoát nạn khi nhà của họ bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng nay. Đến 5 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới khống chế được vụ cháy xảy ra tại số nhà 2022, đường 6, cư xá Bình Lợi, phường 8, quận 11. Trước đó khoảng 3 giờ sáng, người dân phát hiện ở tầng 3 và 4 của căn nhà trên có dấu hiệu bị cháy nên đã hô hoán và trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hỏa đã phá cửa kịp thời, giải cứu 6 người ra khỏi căn nhà đang cháy dữ dội. Có 2 người do ngủ quá say không biết có cháy nên suýt chết ngạt. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy 4 tầng nhà bị cháy đen, cửa kính bị vỡ, nhiều mảnh tôn rơi xuống mặt đường, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Tới trưa nay, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương mới xử lý xong hiện trường vụ tàu hỏa tông đứt lìa xe container xảy ra trên đường sắt Bắc Nam, chỉ cách ga Dĩ An vài chục mét. Tai nạn xảy ra lúc 4 giờ sáng nay, tàu hỏa chở hàng số hiệu SH3 chạy hướng Bắc Nam. Khi tới đoạn giao cắt với đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thì tông trúng một xe container đang băng qua đường ray. Cú tông mạnh làm xe container đứt lìa, phần đầu kéo nằm một bên, hai thùng container bay qua một bên. Tài xế container bị thương, mắc kẹt trong cabin, được người dân cứu ra ngoài rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phần đầu tàu cũng hư hỏng nằm chắn giữa đường. Công an thành phố Dĩ An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, gác chắn đã không được hạ xuống. Hai nữ nhân viên trực gác khai nhận họ đã không nhận được thông báo có tàu đến nên không hề hay biết. Chiều nay, hai chiếc xe máy tông thẳng vào nhau trên quốc lộ 13, đoạn qua thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Tai nạn đã khiến một người bị thương nặng. Vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 11, bà Nguyễn Thị Minh, 54 tuổi, ngụ ở huyện Hớn Quản, điều khiển xe máy trên quốc lộ 13 hướng từ huyện Hớn Quản đi thành phố Hồ Chí Minh. Cùng lúc này, chị Bùi Thị Thu Trang, 18 tuổi, ngụ Bình Phước, đi xe máy theo chiều ngược lại, đến ngã tư quốc tế giao với quốc lộ 13 thì rẽ trái qua đường. Do chạy với tốc độ khá cao, bà Minh đã không xử lý kịp, tông trực diện vào xe của chị Trang. Cú va chạm khiến bà Minh bị thương nặng, sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản đã đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng nay, nhiều người đi xe máy trên quốc lộ 22 đoạn qua bến xe huyện Củ Chi khoảng 50m hướng về tỉnh Tây Ninh thuộc thị trấn Củ Chi đã bị trượt ngã do đường bị dương giải dầu nhớt trơn trượt. Theo người dân, một xe tải lưu thông trên quốc lộ 22 khi đến ngã tư Tây Bắc thị trấn Củ Chi thì đâm vào giải phân cách. Sự cố khiến dầu nhớt trên xe đổ ra đường kéo dài hơn 100m. Sau đó, chủ phương tiện đã thuê phương tiện kéo chiếc xe tải khỏi hiện trường, nhưng dầu nhớt trên đường thì không được dọn dẹp, khiến nhiều người đi đường té ngã. Như tin 60 giây đã đưa, lực lượng chức năng suốt tối qua đã lặn tìm người đàn ông gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Đến sáng nay, thi thể của người này đã được tìm thấy. Chiều ngày 5 tháng 11, lực lượng chức năng quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã đưa thi thể người đàn ông vào nhà xác để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, vào chiều ngày 4 tháng 11, người dân thấy một người đàn ông đi bộ trên cầu Trần Quang Diệu rồi bất ngờ nhảy xuống dòng kênh nên đã hô hoán. Lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng cho đến tối qua vẫn không tìm thấy thi thể. Sáng nay, xác của nạn nhân được tìm thấy cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 10 mét. Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây được xem là vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Đắk Nông. Trước đó, vào ngày 3 tháng 11, Công an huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy tại xã Đắk Som. Lực lượng đã thu giữ 4 bánh heroin, 2,2 kg ma túy đá cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua ma túy từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La rồi mang về bán cho các đối tượng ở tỉnh Đắk Nông và một số địa phương lân cận. Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, hiện lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau khi một con thuyền chở 50 người bị lật trên sông Hằng. Cho đến giờ, đã có một người được xác định thiệt mạng và 9 người được cứu sống. Vụ việc xảy ra tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ vào hôm nay ngày 5 tháng 11. Các nhân chứng cho biết con thuyền bị nạn chở cả xe máy và gia súc. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành và chưa rõ số người thương vong cuối cùng. Tai nạn tàu bè thường xuyên xảy ra tại bang Bihar. Đây là vùng khó khăn, người dân bất chấp rủi ro qua sông trên những con thuyền quá tải và không được bảo trì thường xuyên. Tuần trước, một con thuyền chở 10 người ở bang Tây Bengal đã bị lật, khiến 5 người thiệt mạng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.